ngày 1 tháng 11 năm 2019, Đại tá Nguyễn Tiến Nam Phó Giám đốc Công an Hà tỉnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, cầm tạm giam một đối tượng, cầm khẩn cấp một đối tượng và tạm giữ, triệu tập nhiều đối tượng khác liên quan đến hành vi tổ chức, môi giới người khác trốn đưa nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài bất hợp pháp xảy ra trên địa bàn tỉnh này. Cơ quan công an thông tin, trước đó cơ quan công dụng tại Anh phát hiện 39 người lao động nhập cư bất hợp pháp vào nước này tử chiến trong container sau vụ diệt, 10 gia đình ở Hà Tĩnh trình báo có người thân đi sang trọng Anh mất liên lạc, nghi là nạn nhân trong vụ diệt. Đại tá Nguyễn Tiến Nam phó giám đốc Công an Hà Tĩnh. Sau khi tích lũy thông tin từ những gia đình này, Công an Hà Tĩnh Hà Tĩnh đã tập trung điều tra làm rõ ràng các hành vi vi phạm luật pháp của các cá nhân, tổ chức liên quan ngày 30 tháng 10, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài bất hợp pháp xảy ra tại địa bàn Hà Tĩnh từ năm 2016 đến nay. Tiếp tục điều tra, Công an đã cầm tạm giam một đối tượng, cầm khẩn cấp một đối tượng, triệu tập, ghi lời khai một số đối tượng liên quan vụ án trên. Có 10 gia đình ở Hà Tĩnh trình báo có người thân sang trọng anh mất liên lạc trùng thời điểm phát hiện 39 người chết. Hiện Công an Hà Tĩnh đang phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng rãi vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng trước luật pháp. Liên quan đến vụ 39 người tết tại Anh, nghi có lao động tại Hà Tĩnh, hiện cơ quan công dụng đã tiến hành lấy mẫu ác người thân các gia đình có người thân biến mất để gửi sang trọng anh phục vụ công tác xác định danh tính và điều tra làm rõ ràng. Nhiều gia đình đã lập bàn thờ vì nghĩ con họ đã tết trong số 39 người tết ở Anh.